Về phía tôi á, thì nếu mà tôi là người không thú vị á thì không bao giờ mà tôi nhận được cái yêu quý mọi người đâu. Cho nên là thực sự mà nói, quan trọng nhất cuộc đời này là định vị bản thân. Mình phải biết mình là ai. Và con người ta thường đánh giá mình sai vì tâm lý nó hướng tới mình. Cho nên tôi rất thận trọng điều này. Ở đây nó liên quan tới cái anh chàng Donald Trump, một trong những tổng thống Mỹ mà có thể nói là nhân vật nó gọi là những cái mẫu người hay lắm, là những người gây tranh cãi. Tại vì là đứng trước một vấn đề thế này, tôi nhìn lăng kính này, chị nhìn lăng kính này, thì nó khác nhau lắm. Cho nên là mâu thuẫn là động lực của sự phát triển. Trong một doanh nghiệp, mâu thuẫn công việc nó đẩy công ty này, đất nước cũng vậy. Nhưng mâu thuẫn cá nhân thì nó dìm tổ chức xuống. Cho nên nếu mà không có mâu thuẫn ấy thì nên đẩy mâu thuẫn ra nếu muốn phát triển. Cho nên hai vợ chồng mỗi lần cãi nhau nó không liền lắm, nhưng mà hiểu nhau hơn, nó nhảy lên một cái tầng mới, tức là một cân đối yêu nhau hơn. Nó nhảy lên và đến gia đình tôi là 40 năm thì bây giờ cái khái niệm vợ nhiều khi nó mất đi. Nó giống như anh em ruột, nó không phải cùng dòng máu mà như cùng dòng máu. Thì đấy là vai trò đặc biệt của tranh luận xã hội. Những năm đầu tiên khi mà nhận được những ý kiến trái chiều thì mình có bị buồn hay là có suy nghĩ gì không? À không, cái này thì nói thật với chị là tôi được học về triết học kỹ lắm, cho nên tôi hiểu cái đó là đương nhiên. Cái thứ hai, ở đây nó có độ vênh vênh nói ra thì bắt đầu trái chiều nữa này. Về mặt kỹ năng, xin về mặt kiến thức của mọi người, giá trị mọi người trước mặt là không giống nhau. Về mặt kiến thức, theo thang đo Bloom của mình, 6 tầng kiến thức: biết, hiểu, làm, phân tích, tổng hợp và sáng tạo. Cho nên người ta ở cấp độ khác nhau, người ta nhìn sự vật khác nhau. Mà tôi nói xong thế nào suy diễn là tôi bảo người khác dốt, tôi không có ý đó. Nhưng rất tiếc là cấp độ kiến thức khác nhau, nhìn vấn đề khác nhau. Đứng về kỹ năng, nó có 5 cấp độ. Bắt chước như đấy, làm đi, làm bằng cách riêng của mình, làm phối hợp với người không làm được, và cuối cùng là sáng tạo. Về mặt thái độ con người khi nhảy lên phây, thái độ đó là lắng nghe đã, thành công liền. Sau đó đến cấp độ 3, đó là tôi hình thành quan điểm riêng của tôi. Và cấp độ 4, đó là tôi ảnh hưởng đến người khác. Và cấp độ 5 là sáng tạo được. Vậy thì tôi ở một cấp độ level nào đó mà người ta lại ở một cấp độ khác, thì nhìn nhận sự việc nó khác nhau lắm. Nó khác nhau lắm. Mà tất cả mọi người là cùng thì mới ăn. Cho nên ở nước ngoài là có một quy tắc, nó gọi là quy tắc đối tác. Cái đoàn của tôi vừa rồi sang Anh, bọn tôi gửi sang 10 người, người ta chỉ chấp nhận 5 người sang thôi. Bởi vì 5 người còn lại, người ta định nghĩa tôi nói anh không hiểu, tôi không coi thường anh, nhưng mà năng suất lao động nó sẽ giảm. Tôi nói với một anh mà tôi không coi thường tí nào nhé, một anh chạy xe ôm, anh ấy nói cái từ của anh ấy tôi không hiểu, mà tôi nói cái từ của tôi anh không hiểu. Thế là cuối cùng năng suất lao động nó giảm. Chứ không bao giờ tôi có ý coi thường người ta. Thì nó gọi là quy tắc đối tác. Cho nên cùng một vấn đề tôi nêu ra, thì cái cấp độ đến đâu người ta sẽ nhìn đến đâu. Cho nên thường ấy thì tôi không bị choáng, không bị sốc cái đâu, vì mặc định là thế thôi. Để hiểu một vấn đề khó lắm, lâu lắm, một từ thôi, khởi nghĩa, khởi là khởi đầu hay khởi nghĩa, không hiểu mà người ta cũng nói, thế làm sao bình luận. Nghĩa nó khác nghề chỗ nào, nghề nó khác công việc chỗ nào, công việc nó khác vị trí công việc chỗ nào. Thế mà anh chưa hiểu mà anh cứ thế anh nhảy vào thì làm sao người ta khen tôi sao được, người ta phải chửi trên sao. Tôi cũng hỏi thế, người anh ruột tôi là những người trong gia đình tôi muốn anh em thành công lắm, đều là những người sừng sỏ đều hỏi tôi câu đó. Thì bây giờ thì tôi mới thấy, hóa ra vĩ đại nhất vẫn là quản trị thời gian trong hệ thống các môn quản trị. Quản trị cái khác là quản trị người khác, còn quản trị thời gian chính là quản trị chính mình. Mà cái thằng trong cuộc đời khó bảo nhất là thằng mình. Mà khi mình thắng được mình không còn kẻ thù. Cho nên tôi làm được điều đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là vừa tắm mà vừa học. Thì tôi học được cái bài của Asmet,
vung ra khỏi nhà tắm. Ở đây ta tìm thấy rồi. Cho nên buổi sáng ra là tôi phải tắm, nước nó chảy ao thế này, tôi phải chơi volume TV đến tối đa luôn. Vừa tắm vừa học, chở con đi hầu như là bị sai đường. Con cứ bảo bố đi đâu ấy, tại vì đi mà vẫn phải nghỉ, rất nguy hiểm về tai nạn. Nhưng làm sao được, cho nên ở đây người ta tận dụng đến từng giây. Nói một cách khác là tôi đi sang nước ngoài thì tôi thấy mình tưởng mình kinh hoàng, nhưng hóa ra chưa ăn thua gì. Ở một góc độ nào đó tôi thấy thanh niên Việt Nam bị bệnh lười, và tôi nói xong lại ném đá thôi. Rất tiếc nó không phải thế. Cho nên ở Hàn Quốc bây giờ người ta ra lệnh cấm không được làm nhiều nữa, thì đất nước nó mới giàu được. Cho nên ở đây là phải tận dụng mọi lúc mọi nơi, đấy là một. Điều thứ hai cũng là tờ báo, nhưng chỉ đọc 15 phút, tôi đọc 5 phút là tôi lượm hết thông tin này. Thì nó có nghề đọc. Và điều thứ ba, cái nghề đọc nó xuất phát từ cái gốc vấn đề. Một là mình phải để tâm, mình phải yêu nó thì đọc mới được. Chứ đọc để đọc thì không ăn thua. Đấy. Và ở cấp độ cao hơn, đọc để phán cái tờ báo đó, chứ không phải đọc để người ta chi phối mình. Thì tất cả cái đó nó làm cho cái độ khắc vào não nó kinh lắm. Cho nên nhiều bạn còn hỏi tôi, thế tại sao thầy giam ra lắm lĩnh vực này? Bên này tài chính, bên này quản trị, bên này nhảy vào showbiz, bên này nhảy vào tình yêu hôn nhân. Đừng hỏi tôi thế. Tại vì tôi ngồi tôi nghĩ thế này. Bác Hồ mình ấy vừa là nhà tổ chức, vừa là nhà chiến lược, vừa là nhà chính trị. Bác lại còn nhà văn, nhà thơ, bác chúc Tết của bốn khổ thơ thôi. Đầy đủ nhiệm vụ chính trị nằm trong đó và đầy đủ. Xong đó, cái người nông dân đọc xong là nhớ. Anh trí thức đọc xong là hiểu và cảm phục. Thế tại sao mình không làm được theo bác một phần nhỉ? Tại sao lại cứ thắc mắc tôi là tôi làm cái này tôi không làm được cái này? Nào, tất cả là lao động hết. Cho nên là tôi, lắm lúc tôi hay đùa. Tôi bảo trung bình 3 ngày tôi mới tắm một lần. Nhiều khi nói đùa là phản ánh nói thật. Thì nó mới ra được kiến thức. Tôi tưởng tôi bạch lắm. Sang nước ngoài trò có mấy ông tỷ phú, bây giờ tôi mới giải thích đủ hết. Tôi mới hiểu được rằng mà tôi mới hiểu được anh Đức mà anh Gia Lai hay là anh Vũ, anh mặc xề xòa, thật ra không có thời gian để mặc. Cho nên là 3 ngày 8 lần, ủa hóa ông kia 8 ngày 8 lần. Tất cả đằng sau thành công bao giờ cũng có bóng dáng của lao động. Đừng nói nhiều. Đằng này cứ muốn không lao động mà muốn giàu, thua. Tất cả có thế thôi. Như vậy thì thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách hồi ký lần này là gì? Thông điệp quan trọng nhất của tôi muốn nói là các bạn nên tĩnh tâm một tí, nên để tâm đến học một tí. Các bạn trẻ có quyền được sai lầm, nhưng tuyệt đối đừng sai phạm. Người ta sai rồi mà cứ mãi đâm đầu vào cái vết xe thì chán quá. Đừng ngụy biện bằng cái cách thất bại là mẹ thành công. Không, tôi đòi hỏi đời tôi là không thất bại mà thành công cơ. Lấy thất bại người khác làm máu cho mình. Mỗi lần người ta thất bại là một chương giảng. Mình không thất bại mà mình nhận được bài học. Cho nên thôi đừng ngụy biện nữa, thôi đừng triết lý nữa. Thất bại là mẹ thành công, tôi khẳng định không thất bại mà vẫn thành công. Vì mình chịu học, mình lấy cái thất bại của Lê Thẩm Dương, đừng sai lầm nữa, thì chú sẽ phải vượt Lê Thẩm Dương. Đằng này cứ hỏi tôi, bao giờ em bằng thầy? Không, câu hỏi đấy tôi cũng đồng ý. Thế hệ sau phủ nhận thế hệ trước, luôn phải đặt vấn đề, em sẽ hơn thầy. Mà thầy mà không tạo ra ông trò hơn mình, ông thầy vớ vẩn. Nó cụ thể lắm. Đấy là thông điệp cuốn sách ấy. Không sai lầm mà thành công.